Nguyễn Thức PT hôm nay sẽ hướng dẫn cho tất cả các anh chị một cái sản phẩm. Như thế là sản phẩm này mặc quần thô quần bò rất đẹp. Thì Nguyễn Thức mời tất cả các anh chị vào xem sản phẩm. Nếu thấy hay, thấy chuẩn thì bấm vào chỗ đăng ký kênh để ủng hộ kênh của Nguyễn Thức VT và theo dõi hàng ngày, chia sẻ cho mọi người cùng biết đến sản phẩm này nhá. Nào, mời tất cả các anh chị xem. Cái sản phẩm nó có đẹp không ạ? Sản phẩm này chúng ta có thể là mặc với quần bò, quần thô. Nhưng cái sản phẩm này thì mặc quần com lê không đẹp các anh chị nhá. Khi ăn mặc chúng ta phải biết phối màu và kết hợp với lại cái quần nào, áo nào thì nó mới hợp. Cái này quần bò áo phông rất đẹp, quần thô. Đấy, áo trắng sơ mi cũng rất đẹp. Đấy, tuyệt vời không? Trước tiên các anh chị muốn mua được sản phẩm thì các anh chị chọn một cái thương hiệu có thật là uy tín, có logo này, có tên công ty này, có số điện thoại này, có mã số mã vạch này, có mã sản phẩm này. Đấy, và trong sản phẩm có mã code này, đấy mới là cái sản phẩm chuẩn. Đấy, sau đó chúng ta xem đến da. Nào, da thì các anh chị nhìn thấy da này. Đấy, đúng không? Đấy, da miếng da này da cắt trần, nó rất là chuẩn da. Đấy. Thế còn cái dáng này đấy thì cũng như Nguyễn Thức nói đấy, dáng này các anh chị không bao giờ được mặc quần con lê nhá, vì mũi nó to, đế nó thấp. Đấy, gót nó thấp. Riêng cái dòng con lê thì các anh chị ít nhất là phải đi cái gót khoảng 3 phân. Còn cái này nó gần như là bẹt, nó chỉ có 2 phân thôi, thì đi cái dáng con lê nó không đẹp. Đấy, mà nó chân nó không cao lên. Đấy, thì nó sẽ không đẹp. Thì hôm nay Nguyễn Thức giới thiệu cho tất cả các anh chị một cái sản phẩm nào, da mềm không? Rất là mềm. Nguyễn Thức dám khẳng định đi một cái sản phẩm này cả ngày các anh chị không biết đau chân, đi rất là mềm mại, êm ái, đế này, đế cao su này. Đừng có mua đế phíp nhá. Đấy. Các anh chị khi mua sản phẩm thì các anh chị thọc tay vào đây cho em. Đấy, sờ bên trong không thấy một cái đường gằn, đường gồ nào thì nó sẽ làm cho chúng ta như thế là không bị xất sát chân. Và các anh chị vuốt ra đằng sau này cho em, không có một đường gồ nào, thì đấy mới là một cái sản phẩm chuẩn. Mà những sản phẩm chuẩn thì bao giờ nó cũng đủ các yếu tố mã cốt, mã vạch. Đấy, cho nên là hôm nay Nguyễn Thức giới thiệu như thế này. Anh chị nào muốn sử dụng sản phẩm này, mã số của sản phẩm này là 472. Đấy, và số điện thoại Nguyễn Thức đã ghim trên màn hình video. Đấy. Và tất cả các anh chị, nếu anh chị nào cần Nguyễn Thức tư vấn, không nhất thiết là các anh chị cứ phải mua sản phẩm của Nguyễn Thức đâu nha. Vào đây xem đi, xem kỹ rồi như thế là sẽ thêm được cái kinh nghiệm. Kinh nghiệm này trong trường lớp không ai dạy cho tất cả các anh chị đâu, mà cái kinh nghiệm này chỉ có người trường đời người ta sẽ dạy cho tất cả các anh chị cái cách để chọn giày và cái cách để ăn mặc nhá. Đấy, còn ăn mặc thì nhiều người cũng chưa biết phối màu. Giày đen thì mặc với quần gì, thí dụ như là giày này chúng ta mặc với quần bò xanh, quần thô trắng. Đấy, bên trên chúng ta phối cái gì đấy thì các anh chị phải xem nhiều video của Nguyễn Thức thì các anh chị mới thấy được Nguyễn Thức nói là chuẩn. Đấy, còn sản phẩm thì Nguyễn Thức sẽ cam kết với tất cả, nếu anh chị nào muốn mua sản phẩm này đấy, Nguyễn Thức sẽ như thế là bảo hành một đổi một trong thời gian 30 ngày nếu sản phẩm có lỗi. Một là nổ ra, hai là bật mép, ba là gãy đế. Bình thường ra các shop người ta chỉ đổi trong vòng một tuần, nhưng đối với Nguyễn Thức sẽ là đổi cho tất cả các anh chị trong vòng 30 ngày. Đã đạt tiêu chuẩn chưa? Quá đạt tiêu chuẩn rồi. Còn chần chừ gì nữa mà các anh chị không để lại số điện thoại để cho Nguyễn Thức tư vấn cho, đúng không? Riêng đối với tư vấn thì Nguyễn Thức phải nói như thế này. Các anh chị một điều rằng đi mua sản phẩm phải xem bằng video, đừng xem bằng hình ảnh, mà yêu cầu nhà bán hàng gọi bằng video trực tuyến, xem từng đường kim mũi chỉ và tư vấn đúng. Và đến nhà các anh chị có quyền kiểm tra không đúng như video các anh chị không nhận, và mất phí không nhận. Đấy, đấy một điều quan trọng là khi hàng lỗi các anh chị cứ trả về cho shop, không mất bất kỳ một loại chi phí nào. Còn khi đã nhận hàng thì phải trả. Đấy, bởi vì là cái điều đó là chúng ta mua sử dụng cái dịch vụ chúng ta phải trả. Chứ còn người bán hàng thì người ta không muốn cộng cái dịch vụ vận chuyển vào cho tất cả các anh chị đâu. Thế cho nên là hôm nay Nguyễn Thức nói như thế, các anh chị cố gắng đừng vì một cái chi phí nhỏ mà làm ảnh hưởng tới một cái sản phẩm tiền triệu, một cái sản phẩm mất dáng và sản phẩm như là một sản phẩm đi thuê thì nó rất là phiền phức. Đấy, mà mình mất tiền nhưng mình lại cảm thấy sinh ra tức. Đấy, cho nên